xin kính chào toàn thể quý vị khán giả của cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và Khát vọng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Lời đầu tiên cho phép tôi được giới thiệu, tên tôi là Đỗ Vân Bích, 33 tuổi, hiện đang công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Phú Thọ. Hưởng ứng cuộc thi với mục đích phát huy tính sáng tạo và đa dạng các hình thức đọc sách, đổi mới phương thức truyền thông về văn hóa đọc đáp ứng yêu cầu của việc chuyển đổi số và đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, hôm nay tôi giới thiệu cho quý vị khán giả một cuốn sách mà tôi thực sự tâm đắc, đó là cuốn sách Đường Cách Mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách ra đời trong hoàn cảnh phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản các nước trên thế giới phát triển mạnh mẽ, phong trào giải phóng dân tộc ở trong nước đã xuất hiện nhiều tổ chức yêu nước mang sắc màu chính trị khác nhau. Tháng 11 năm 1924, Bác đến Quảng Châu, Trung Quốc. Tại đây, người tập hợp những người Việt Nam yêu nước thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Công việc đầu tiên của người là mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Người vừa là giảng viên chính, vừa là tổ chức và hướng dẫn lớp học. Thời gian từ những năm 1925 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức được 3 lớp đào tạo với tổng số 75 học viên. Các bài giảng của người là tài liệu chính cho học viên nghiên cứu, trao đổi. Cuốn sách được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành sách năm 1927 với tên gọi Đường Cách Mệnh. Sách khổ 13x18cm in giấy nến kiểu chữ viết thường. Năm 2012, bản in gốc cuốn sách đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt đầu tiên. Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt của tác phẩm là giáo dục lý luận cách mạng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng trong nước và quốc tế. Cuốn sách đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của lý luận cách mạng, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. Cuốn sách Đường Cách Mệnh được Bác phân chia theo từng vấn đề, số trang cũng được đánh theo từng vấn đề, không đánh liền cho cả cuốn. Về mặt hình thức, trong tác phẩm này, Nguyễn Ái Quốc đã tập trung đề cập đến 15 vấn đề. Về kết cấu nội dung, tác phẩm được triển khai theo 3 nội dung cơ bản, những vấn đề lý luận cách mạng chung, tổng kết các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới rút ra bài học cho cách mạng Việt Nam, xác định phương pháp tổ chức và hoạt động cách mạng. Trong phần mở đầu cuốn sách, Nguyễn Ái Quốc nêu rõ, mục đích sách này là để nói cho đồng bào ta biết rõ, vì sao chúng ta muốn sống thì phải cách mệnh, vì sao cách mệnh là việc chung của cả dân chúng, chứ không phải việc một hai người. Đem lịch sử cách mệnh, các nước làm gương cho chúng ta soi, đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ, ai là bạn ta, ai là thù ta, cách mệnh thì phải làm thế nào, để rồi đạt đến mục đích cao nhất là đồng bào xem rồi thì nghĩ lại. Nghĩ rồi thì tỉnh dậy rồi thì đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách mệnh. Nguyễn Ái Quốc nêu ra 23 tiêu chuẩn quy tụ trong 3 mối quan hệ cơ bản của một con người. Đối với mình, có 14 tiêu chuẩn cần kiệm, hòa mà không tư, cả quyết sửa lỗi mình, cẩn thận mà không nhút nhát, hay hỏi, nhẫn nại chịu khó, hay nghiên cứu, xem xét, vị không vong tư, không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm, giữ chủ nghĩa cho vững, hy sinh, ít lòng ham muốn về vật chất, bí mật. Đối với người có 5 chuẩn mực, với từng người thì khoan thứ, với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người, trực mà không táo bạo, hay xem xét người. Đối với công việc có 4 tiêu chuẩn, xem xét hoàn cảnh kỹ càng, quyết đoán, dũng cảm, phục tùng đoàn thể. Những phẩm chất này làm thành giá trị về nhân cách con người, nhân cách làm người, một mẫu người mới đang định hình và xuất hiện trong phong trào cách mạng của dân tộc. Đường Cách Mệnh chỉ rõ, cách mệnh là sự nghiệp của toàn dân tộc chứ không phải của một vài cá nhân. Lần đầu tiên trong tác phẩm này, Nguyễn Ái Quốc đã xác định khái niệm lực lượng cách mạng một cách đúng đắn, khoa học, dựa vào tiêu chí bị áp bức. Ai mà bị áp bức càng nặng thì lòng cách mệnh càng bền, chí cách mệnh càng quyết. Theo tiêu chí đó, người xếp công nông là gốc cách mạng, không chỉ họ chiếm số đông trong dân chúng, mà cơ bản họ bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, tàn bạo nhất. Nguyễn Ái Quốc coi học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn cách mệnh của công nông. Những chỉ dẫn cơ bản này là nền tảng lý luận hình thành khối liên minh công nông và mặt trận dân tộc thống nhất trong cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Từ việc giới thiệu, phân tích tính chất các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới, cách mạng Mỹ năm 1776, cách mạng Pháp năm 1789, cách mạng Nga năm 1917 đối chiếu với nhu cầu khách quan của cách mạng Việt Nam, độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân, tác giả đã định hướng cho cách mạng Việt Nam là đi theo con đường cách mạng tháng 10 Nga,
tức là theo con đường cách mạng vô sản, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Việt Nam phải đoàn kết với các lực lượng cách mạng thế giới, phải đứng hẳn về phía phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc thế giới để đạp đổ tất cả đế quốc chủ nghĩa trên thế giới, xác định rõ quan hệ lợi ích dân tộc và cách mạng thế giới, giữa quyền lợi và trách nhiệm, giữa thống nhất của quan hệ này, xác định rõ quan hệ cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc là tác động qua lại, cách mạng thuộc địa không thụ động ngồi chờ cách mạng chính quốc. Nguyễn Ái Quốc khẳng định, phương pháp cách mạng giữ vai trò hết sức quan trọng. Người đã tổng kết kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới và rút ra bài học cho cách mạng Việt Nam, đó là phải làm cho dân giác ngộ, phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu, phải hiểu phong trào thế giới, phải bày sách lược cho dân, và sách báo chính là một nguồn quan trọng cung cấp và phổ biến lý luận cho quần chúng. Vì thế, không thể không chú ý đến việc tổ chức đọc sách cho công nhân và những người lao động, lực lượng nòng cốt của cách mạng. Thể hiện sự quan tâm ấy trong cuốn Đường Cách Mệnh, phần các tổ chức công hội, khi nêu ra lý do vì sao các hội viên phải đóng lệ phí, bác đã nêu ra 7 điểm sẽ làm nếu có tiền dư, trong đó điểm thứ 3 là lập nơi xem sách báo cho công nhân, được đặt bên cạnh việc lập trường học cho công nhân cùng con em công nhân và lập nhà thương cho họ. Có thể nói, tác phẩm Đường Cách Mệnh có ý nghĩa và vai trò như kim chỉ nam cho đường lối cách mạng Việt Nam. Với cách viết xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, tác phẩm Đường Cách Mệnh hàm chứa giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam, trong việc kết hợp phong trào yêu nước với chủ nghĩa Mác Lênin, tạo lập các tiền đề tư tưởng, lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi rất mong sau khi xem video này, các bạn sẽ tìm đọc cuốn sách Đường Cách Mệnh để hiểu rõ hơn giá trị, ý nghĩa công lao, cống hiến to lớn của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và phong trào cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trên thế giới nói chung. Qua đó, vừa khẳng định sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và tính tất yếu của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.